Tôi đang xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Việc lựa chọn xe ga và xe số đúng là câu chuyện không của riêng ai. Bởi trên thực tế, rất nhiều người dùng đang phân vân giữa xe ga và xe số, xe nào bền hơn. Khi ngày nay, khá nhiều dòng xe ga và xe số có mức giá bán đang gần như tương đương nhau. Nếu bạn đang phân vân về vấn đề này, vậy thì hãy xem hết video này của Tôn Nam các bạn nha. Hiện nay trên thị trường xe Việt Nam chúng ta, các bạn có thể thấy rằng có vô vàn các mẫu xe khác nhau, kể cả xe chính hãng trong nước đến các mẫu xe nhập khẩu, kể cả những mẫu xe số phổ thông đến những dòng xe tay ga cao cấp hay kể cả những mẫu xe côn tay nữa các bạn nha. Từ xe số cho đến xe tay ga, và đặc biệt ý, có rất nhiều những mẫu xe tay ga có tầm giá ngang bằng với mẫu xe số. Chính vì vậy, câu chuyện nên mua dòng xe ga và xe số là câu chuyện muôn thuở rồi. Và với câu hỏi xe nào bền hơn là những câu hỏi được khá nhiều người dùng đắn đo trong thời điểm hiện tại. Và để trả lời chính xác cho câu hỏi này, Top 5 sẽ đặt lên bàn cân so sánh về những ưu và nhược điểm của xe ga và xe số. Từ đó ý, sẽ có câu trả lời riêng để các bạn có thể nha biết được xe nào tốt hơn, mục đích của nó sẽ như thế nào. Bởi mỗi mẫu xe đều có cho mình những cái lợi thế và đều có độ bền theo đúng mục tiêu của nhà sản xuất đưa ra. Và việc này sẽ phụ thuộc rất nhiều nha vào mục đích sử dụng của các bạn sau khi mua từng mẫu xe một. Điều đầu tiên, top 5 sẽ so sánh về sự tiện lợi giữa xe ga và xe số. Chắc chắn rồi, xe tay ga được trang bị nhiều tính năng tiện lợi cho người lái hơn. Điều này có thể thấy rõ qua các chi tiết như cốp xe có dung tích lớn, sàn để chân thì rộng rãi, tạo tư thế ngồi thoải mái trong quá trình lái xe. Với những mẫu xe tay ga giá trị cao ấy, sẽ có thêm nhiều những trang bị hiện đại. Từ hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key, chế độ ngắt động cơ tạm thời, màn hình LCD hiện đại, cổng sạc, vân vân và mây mây luôn. Và một điểm nữa cũng cần đề cập tới, đó chính là xe tay ga di chuyển khá là thuận tiện. Bạn chỉ cần đề và kéo ga là xe sẽ chuyển động. Những yếu tố kết hợp tay ga, phanh chân, dịch chuyển cần số đều không còn quá quan trọng nữa các bạn nha. Tuy chưa đề cập tới độ bền của xe, nhưng nếu đề cao sự tiện lợi trong quá trình sử dụng, đặc biệt là đi ở những đường thành phố lớn ấy, hay tắc nghẽn giao thông này, tắc đường, thì các bạn hãy cân nhắc về mẫu xe tay ga các bạn nha. Tiếp theo sẽ là so sánh về động cơ giữa xe ga và xe số. Nói về việc xe ga và xe số, xe nào bền hơn thì quả thực, xe nào cũng bền cả các bạn nha. Bởi động cơ của mỗi loại sẽ là khác nhau, tỷ số truyền của mỗi loại xe cũng sẽ là khác nhau, cụ thể như sau. Về sự chuyển động này, xe tay ga chuyển động bằng dây đai, còn xe số chuyển động bằng dây xích. Và điều này sẽ liên quan trực tiếp đến cái sự vận hành của động cơ. Như vậy, nếu như các bạn muốn mua một mẫu xe để di chuyển trên những cung đường xấu này, phải tải nặng thì xe số sẽ bền hơn khi so với xe tay ga các bạn nha. Nhưng nếu di chuyển nhẹ nhàng trên những cung đường bằng phẳng thì chuyển động bằng dây đai sẽ rất là ổn định và bền lâu. Đó cũng là lý do việc so sánh độ bền của mỗi mẫu xe nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mục đích sử dụng của các bạn. Còn về so sánh mức độ hao xăng giữa xe ga và xe số, chắc chắn rồi, xe tay ga có mức độ tiêu thụ xăng tốn hơn rất nhiều so với xe số. Điều này đến từ các yếu tố như trọng lượng của động cơ, các trang bị về điện đi kèm giữa xe ga so với xe số các bạn nha. Ngoài ra, xe ga được truyền động bằng hộp số và dây đai. Vậy nên, khi tăng hoặc giảm tốc độ đột ngột, chiếc xe tay ga cũng sẽ tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn so với xe số. Việc top 5 đề cập tới yếu tố này cũng có lý do cả các bạn nha. Bởi bên cạnh cái việc chọn xe nào bền hơn, thì việc mức độ tiêu hao nhiên liệu cũng là điều các bạn đang rất quan tâm trong thời điểm giá xăng đang cao như hiện nay. Và một câu hỏi nhận được rất nhiều sự quan tâm nhất đó là có thực sự xe tay ga kém bền hơn xe số hay không? Có rất nhiều những ý kiến cho rằng máy móc xe tay ga nhanh xuống cấp hơn so với xe số. Nếu so sánh với xe số, điều này cũng đúng. Lý do ở đây đến từ việc đường kính bánh xe tay ga khá nhỏ so với xe số. Do đó, khi xe tay ga và xe số chạy cùng tốc độ, vòng tua của xe tay ga sẽ lớn hơn. Vì vậy, máy móc cần phải được bảo dưỡng thường xuyên và nhiều hơn. Và dĩ nhiên rồi, chi phí bảo dưỡng hay sửa chữa xe tay ga cũng sẽ cao hơn so với xe số. Vậy nên, ngoài việc độ bền về máy móc ra, bạn cũng nên cân nhắc về độ bền của túi tiền các bạn nữa các bạn nha. Tuy nhiên, độ bền của mẫu xe cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mục đích sử dụng của bạn. Và cái yếu tố quan trọng nhất chính là con người bạn như thế nào. Bởi của bền tại người các bạn nha. Nếu xe tay ga được chăm lo kỹ càng về lịch bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên thì độ bền của nó cũng không kém cạnh so với xe số đâu. Và toàn bộ những nội dung trên mình muốn đưa ra để các bạn cùng tham khảo, mình sẽ có một số kết luận cụ thể như sau để các bạn có thể tham khảo thông qua video này một cách cụ thể các bạn nha. Như vậy, khi nhìn vào ưu và nhược điểm của xe tay ga và xe số thì có thể thấy rằng
Xe tay ga thời trang hơn, nhiều trang bị hiện đại hơn và mang đến những trải nghiệm tiện lợi cho người lái hơn bằng những cái ưu điểm vượt trội của nó. Còn xe số tiết kiệm hơn từ giá mua đến chi phí sửa chữa và bảo dưỡng. Xe số có thể di chuyển được nhiều địa hình khác nhau và sử dụng được nhiều mục đích hơn so với xe tay ga. Do vậy, nếu bạn chỉ quan tâm đến độ bền và chi phí, vậy thì nên lựa chọn xe số các bạn nha. Tùy vào mục đích sử dụng và điều kiện cá nhân mà bạn có thể chọn loại xe phù hợp cho mình. Và trên đây là những cái giải đáp với những câu hỏi như xe ga và xe số, xe nào bền hơn. Đi cùng với đó là những một vài những cái tiêu chí đánh giá với hai dòng xe này để các bạn có thể dễ dàng cân nhắc và lựa chọn xe số và xe tay ga các bạn nha, bằng những yếu tố mục đích sử dụng của mình. Đặc biệt nhất, mình vẫn đưa ra một số nội dung như nhu cầu sử dụng là quan trọng nhất, sau đó sở thích lựa chọn và điều kiện sử dụng và điều kiện kinh tế để các bạn có thể đưa ra quyết định lựa chọn cho mình với những cái mẫu xe số và xe tay ga đang được bày bán tại thị trường xe Việt Nam chúng ta hiện nay trong thời điểm hiện tại để có thể có cho mình một mẫu xe ưng ý nhất các bạn nha. Và đó là toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay. Top 5 đã chia sẻ một cách cụ thể để các bạn có thể tham khảo thông qua video này lựa chọn cho mình, với một hy vọng quan trọng nhất là chọn được cho mình một mẫu xe ưng ý nhất và phù hợp nhất các bạn nha. Phù hợp với túi tiền của mình và phù hợp với mục đích sử dụng của mình. Rồi, cảm giác này của mình, nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.